À, rồi lại nhung đó. Thì mình mặc cái hoa thì bỏ mặc trong túi. Tầm đôi cây da quý anh với cái mỏng đi hoa nó nhỏ đôi sáng ngủ dậy thì cũng bùi bùi vang vang bỏ mất trong trong túi. Mình đi ngang qua quán nhậu qua đó. Còn rồi gia đình có gãi lại khoản Sakura tổ hôm qua không ạ? Rất là hay, một cái văn hóa của cái xứ sở Tây Polo, tập hợp cả cái du khách đến từ các nước để giao lưu cùng một số cái quán bar bia rất là hay. Một người vào chỉ một chai bia thôi, 20.000 chỉ tương đương 60.000, mà vui chơi cả đêm cũng được, đứng nhảy múa nhảy nhót giao lưu cùng người Nhật Bản để chơi các quốc gia trên thế giới. Gia đình sắp đến nhà hàng Phu An Khăm rồi. Gia đình sẽ dùng cơm trưa, buổi trưa cuối cùng tại thị trấn Văn Viên. Trước lúc chia tay về thị trấn Văn Viên trở về lại thành phố thủ đô Viên Trăn của Bản Lan. Gia đình sẽ dùng cơm trưa tại cái nhà hàng trong khách sạn Phu An Khăm. Rồi trưa hôm nay gia đình có 4 bàn và 2 bàn 5 và 2 bàn 4.